Diễn đàn Logistics Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì vừa được tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc hội thảo này được đánh giá là đúng thời điểm và hết sức cần thiết, bởi khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết thì ngành Logistics sẽ là ngành được hưởng lợi đầu tiên do sự bùng nổ về giao thương. Lợi ích thì đã được thấy rõ, tuy nhiên trong bối cảnh ngành Logistics đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp ngoại thì làm thế nào để các doanh nghiệp Việt có thể tận dụng được cơ hội này là một vấn đề hết sức quan trọng nếu không muốn mất thị phần ngay trên sân nhà. Hiện Việt Nam có khoảng 1.200 doanh nghiệp Logistics. Hai năm qua, hầu hết doanh nghiệp làm ăn có lãi. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm 1/4 thị phần. Phần lớn tỷ lệ còn lại nằm trong tay 50 doanh nghiệp nước ngoài. Con số này cho thấy tiềm lực và quy mô của doanh nghiệp Việt so với doanh nghiệp nước ngoài là không cân xứng. Nguy cơ bị cạnh tranh và thua trên sân nhà là thách thức đã được dự báo từ trước. Một phần là do cái doanh nghiệp của chúng ta chưa cung cấp đủ cái dịch vụ theo tiêu chuẩn mà của nước ngoài người ta yêu cầu. Cung cấp một cách cái dịch vụ rời rạc, chưa kết nối được, tích hợp được. Đấy, mà công ty nước ngoài người ta vào Việt Nam để người ta làm thực hiện những cái hợp đồng đã ký với các nhà xuất khẩu nước ngoài. Đấy, chính vì cái điều đó cho nên trong thời gian dài thì chúng ta bị các công ty nước ngoài chiếm một thị phần lớn là như vậy. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là đây là một yếu tố khác là chi phí của các doanh nghiệp Logistics Việt Nam quá cao, hiện chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong khi của các doanh nghiệp ngoại chỉ khoảng 10 đến 15%. Chi phí cao khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam suy giảm. Các cái phiên họp của chính phủ trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu và có biện pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả của cái hệ thống hạ tầng giao thông, hướng tới cái việc cắt giảm chi phí và đồng thời tiếp tục là tạo thuận lợi hóa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu. Giải pháp được nhiều diễn giả và doanh nghiệp đưa ra tại hội thảo đó là cần phải cải thiện hạ tầng. Bởi hiện nay các hệ thống cảng biển tại những thành phố lớn như Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc cải thiện thể chế, chính sách cũng được doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt là trong lĩnh vực thuế quan, bởi dù đã có cải cách đáng kể trong những năm qua, nhưng theo doanh nghiệp, thuế quan vẫn là một nguyên nhân khiến hoạt động logistics của doanh nghiệp phát sinh chi phí.